Việc ca mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 3 tháng 10 là nữ, 35 tuổi, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, khởi phát bệnh khi đang du lịch tại Dubai và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Sau 12 ngày điều trị, hiện tình hình bệnh nhân đã khả quan, hết sốt, các bóng nước trên cơ thể cũng đang lành dần. Bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, điều tra dịch tễ, khoanh vùng cách ly, giám sát người thân và nhân viên y tế tiếp xúc gần với bệnh nhân trước đó. Hiện bệnh chưa lây ra cộng đồng khi bệnh nhân về Việt Nam. Tại Việt Nam, bệnh đậu mùa khỉ được nhận định là không dễ lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh được ngành y tế khuyến cáo. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện 7 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ như sau. 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương hở, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 3. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. 4. Không gạt nhổ bừa bãi nơi công cộng. 5. Người nghi ngờ mắc bệnh cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn, đồng thời cần chủ động tự cách ly, tránh tiếp xúc gần với người khác, bao gồm cả quan hệ tình dục. 6. Người đến các quốc gia, vùng lãnh thổ có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, khu vực Trung và Tây Phi, cần tránh tiếp xúc với động vật có vú, chết hoặc sống. Khi quay trở về Việt Nam, cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. 7. Đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.